Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé. Mời các bạn hãy cùng Minh Phát nhìn lại thị trường vàng trong tuần này từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2021. Các bạn thân mến, thị trường vàng thế giới vừa kết thúc tuần giao dịch với biến động và rung lắc mạnh. Khi phiên ngày hôm thứ sáu hôm qua, 22 tháng 10, giá vàng đã tăng vọt lên vùng 1813 đô la Mỹ một ao. Khi thị trường lo ngại về lạm phát toàn cầu gia tăng, sức khỏe của đồng đô la Mỹ suy yếu nhưng ngay sau đó đã hồi phục trở lại. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, vàng thế giới đã tăng đúng như nhận định của giới chuyên gia trước đó. Còn ở tại thị trường trong nước, giá vàng đã ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp với giá vàng miếng SJC tăng 550.000 đồng một lượng, còn vàng nhẫn bố số 9 thì tăng 400.000 đồng một lượng. Qua đây cho thấy, trên lệch giá vàng ở cả hai thị trường trong nước và thế giới tiếp tục được giãn rộng khoảng hơn 8.800.000 đồng một lượng. Đây có thể nói là một mức chênh lệch cao và rủi ro sẽ đẩy về phía khách hàng. Cho nên người chơi vàng chúng ta cần phải cẩn trọng với thị trường. Rồi, sau đây và các bạn hãy cùng Minh Phát nhìn lại giá vàng thế giới và trong nước ở các ngày trong tuần này nhé. Nhìn đến biểu đồ thì các bạn có thể thấy rằng là giá vàng thế giới từ phiên đầu tuần cho đến cuối tuần đều theo xu hướng tăng. Ở phiên đầu tuần mức giao dịch cao nhất chỉ có là khoảng 1770 đô la Mỹ trong phiên ngày hôm thứ ba mức cao nhất là 1785 đô la Mỹ một ao trong phiên thứ tư là 1788 đô la Mỹ hôm thứ năm là khoảng 1790 đô la Mỹ một ao còn phiên cuối tuần ngày hôm thứ sáu hôm qua là khoảng 1813,5 đô la Mỹ như vậy tính chung cả tuần thì vàng thế giới cũng đã tăng khoảng 26 đô la Mỹ với tỷ lệ là 1,45% Giá vàng trong nước thứ hai ngày 18 tháng 10. phiên ngày hôm thứ hai, vàng miếng SJC đã chốt phiên trong ngày tăng 100.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang SJC thì không biến động trong phiên ngày hôm thứ hai, vẫn giữ nguyên giá ở cái chốt phiên tuần trước đó. giá vàng SJC ở các cái tổ chức lớn cũng như một số ngân hàng cũng có sự thay đổi biến động ở cả chiều mua chiều bán với chiều hướng tăng từ 50 cho đến khoảng 200 000 đồng một lượng. Tăng mạnh nhất vẫn là tại ngân hàng ACB. Phiên ngày hôm thứ ba 19 tháng 10, giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng của phiên ngày hôm thứ hai. Trong đó giá vàng miếng SJC tăng ở trong ngày thứ ba là 200 000 đồng một lượng cả chiều mua chiều bán. Đấy giá vàng ở chiều mua lên là 57 triệu 300 nghìn đồng một lượng còn là chiều bán là lên 58 triệu đồng một lượng như vậy mốc 58 triệu đồng một lượng đã lập vào hôm ngày thứ ba 19 tháng 10 bên cạnh đó thì vàng nhẫn bố số 9 ở nữ trang SJC cũng có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán từ 62.000 đồng một lượng cho đến 150.000 đồng một lượng Ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng cũng tương tự, có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán tương đối mạnh, từ 150.000 đồng một lượng cho đến 500.000 đồng một lượng các bạn nhé. Tăng mạnh nhất ở tại ngân hàng SCB, cả hai chiều mua bán tăng 500.000 đồng lượng. Đại giá vàng chiều bán đã lên 58 triệu 200 000 đồng lượng, còn chiều mua là 57 triệu 600 000 đồng lượng. Phiên thứ tư ngày 20 tháng 10, tiếp tục là phiên thứ ba tăng liên tiếp trong tuần ở chiều mua và chiều bán đối với vàng miếng SJC tăng 50.000 đồng một lượng cả vàng nhẫn và vàng nữ trang cũng tương tự như vậy tăng từ 21.000 cho đến 50.000 đồng một lượng Ở chiều bán đã vượt qua con số là 58 triệu đồng một lượng vàng SJC các tỉnh thành cũng tương tự tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng một lượng ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng thì có mức điều chỉnh không thống nhất. Trong khi ở một số các tổ chức và ngân hàng điều chỉnh tăng hai triệu mua bán thì tại ngân hàng SCB thì lại điều chỉnh giảm tới 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. So với mức ngày hôm thứ 3 thì đã điều chỉnh tăng mạnh tới 500.000 đồng một lượng. Giá vàng ngày thứ 5, 21 tháng 10 tiếp tục tăng ở chiều mua và chiều bán nhưng với mức độ tăng khiêm tốn ở chiều mua và chiều bán chỉ điều chỉnh tăng đối với vàng miếng SJC là 50.000 đồng một lượng qua đó thì ở chiều mua đã lên mức là 57 triệu 400 000 đồng một lượng còn chiều bán là 58 triệu 100 000 đồng một lượng còn với vàng nhẫn cao nhất là chiều mua 51 triệu đồng một lượng chiều bán 51 triệu 700 000 đồng một lượng với mức giá này cũng đã trùng với lại mức giá của tuần trước đó Ở các tỉnh thành phố, vàng miếng SJC cũng có mức điều chỉnh tăng tương tự, 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng thêm một phiên có sự điều chỉnh không đồng nhất ở một số đơn vị. Sang phiên ngày thứ 6, 22 tháng 10, giá vàng tiếp tục ghi nhận phiên thứ 5 tăng liên tiếp. Đối với vàng miếng SJC, chiều mua và chiều bán đều điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng. đẩy giá chiều mua lên 57.500.000 đồng/lượng, còn chiều bán là 58.200.000 đồng/lượng. Còn đối với vàng nhẫn mua số 9, vàng nữ trang SJC, có mức điều chỉnh tăng cao nhất là 200.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán. Và chiều mua đã đẩy lên mức giá là 51.200.000 đồng/lượng, còn chiều bán là 51.900.000 đồng/lượng. Vàng SJC ở các tỉnh thành phố có mức điều chỉnh tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán trong phiên ngày hôm thứ sáu. Mức giá ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng đã đồng nhất về cái việc điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán từ 50 cho đến 350.000 đồng một lượng. Mức điều chỉnh tăng cao nhất trong phiên ngày hôm thứ sáu vẫn là tại ngân hàng SCB như vậy, ở chiều bán đồng loạt đã vượt qua con số là 58 triệu đồng một lượng ở phiên ngày thứ sáu hôm qua, 22 tháng 10. trong phiên ngày hôm nay, thứ bảy, 23 tháng 10, thì các bạn thấy thì ở tất cả các thể loại tiếp tục có sự điều chỉnh tăng thấp nhất là 50.000 đồng một lượng. Qua đó mà giá vàng miếng STC ở chiều mua đã lên mức là 57 triệu 550.000 đồng một lượng. Hoặc là chiều bán là 58.250.000 đồng lượng cho đến 58.270.000 đồng lượng. Và các tỉnh thành cũng tương tự như vậy. Mức cao nhất là tại Long Xuyên. 58 triệu 300 nghìn đồng lượng chiều bán. Giá vàng số 9 và địa trang SEC, cả chiều mua và chiều bán đều điều chỉnh tăng từ 21.000 đồng một lượng cho đến 50.000 đồng một lượng. Ở chiều mua, mức cao nhất là 51.250.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán là 51.950.000 đồng một lượng. Bạn thân mến, còn đối với giá vàng trong tuần tới từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Theo như cuộc khảo sát mới nhất về giá vàng hàng tuần của hãng tin Kikonew thì trong nhóm chuyên gia trên Wall và các nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường đã có cùng góc nhìn khi nhận định về giá vàng tăng trong tuần tới. Tỷ lệ dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới của các chuyên gia trên Wall là 87%, 13% cho rằng là giá vàng sẽ đi ngang và không có nhà phân tích tỷ lệ phần trăm nào cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. trong khi đó thì các nhà đầu tư trên thị trường bán lẻ có tới 60% cho rằng giá vàng sẽ tăng. như vậy tâm lý dự đoán giá vàng tăng trong tuần tới của các chuyên gia trên Fohu cũng như là các nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường đã thay đổi mạnh mẽ khi ở phiên cuối tuần giá vàng đã bật tăng lên trên cái vùng 1.800 đô la Mỹ. tuy nhiên thị trường đã xuất hiện ngay áp lực bán tháo mạnh khi giá đã lên cao và Tốt tuần đành phải ở dưới mức 1.800 đô la Mỹ một ao. Thế nhưng hầu hết các nhà phân tích đều thấy là trong tuần tới giá vàng đều sẽ tăng và cao hơn và hướng đến cái mốc là 1.835 đô la Mỹ bởi lạm phát gia tăng. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ đang suy yếu và đã hỗ trợ cho giá vàng. Chúng ta không thể không kể đến yếu tố kìm hãm đà tăng của giá vàng có thể xảy ra đó là lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đã ở trên cái mức là 1,636% một năm mặc dù ở phiên cuối tuần đã giảm tương đối mạnh thế nhưng đó cũng là một trong các nguyên nhân một trong những các yếu tố kìm hãm đà tăng của giá vàng một yếu tố nữa chi phối dòng tiền đổ dồn vào kim loại quý đó chính là đồng tiền điện tử Bitcoin. Vào hôm ngày 20 tháng 10, thì đồng tiền điện tử Bitcoin đã lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại đó chính là 67.000 đô la Mỹ một đồng. Và hiện tại vẫn đang ở quanh mức là 60.000 cho đến 61.000 đô la Mỹ sau khi đã có mức tăng vọt mạnh như vậy. Sở dĩ đồng tiền điện tử Bitcoin đã tăng mạnh như vậy đó chính là Ủy ban thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã cho phép một cái tổ chức lập cái quỹ ETF về đồng tiền điện tử Bitcoin giao dịch nên như vậy mà dòng tiền đã dồn vào cái tiền điện tử này rất là mạnh, đã chi phối cái nguồn vốn và dồn vào kim loại quỹ. Và đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến cho đà tăng của vàng bị kìm hãm. Còn ở tại thị trường trong nước nó đã có 3 tuần tăng liên tiếp và hiện đã vượt qua con số là 58 triệu đồng một lượng. Còn đây là mức giá cao nhất tính từ đầu năm 2021 cho đến nay. Nếu như tuần tới vàng thế giới tiếp đà tăng lên vùng 1835 đô la thì chắc chắn vàng trong nước sẽ theo xu hướng này. Mặc dù chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới hiện đang rất cao. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay và tất cả các ngày trong tuần trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn buổi tối sức khỏe, tràn gặp niềm vui bên người thân và gia đình. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.